Mến chào tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Rồi, mình mượn được cái con Maki các bạn. Mình đã mượn được một cái con Maki gần như là full option, seat 40 luôn các bạn. Mình sẽ thả vào cái việc đó là leo tháp hệ và để xem cái con tướng này có thể giúp mình leo được bao nhiêu tầng tháp hệ nha. Ở đây thì mình dùng hai team, một team là team Libe kẹp với cẩu và kẹp với cho con Maki. Team còn lại thì mình sẽ dùng cái con Awakening Athalia làm cái con Hyper Carry để gánh team các bạn. Awakening Athalia của mình seat 40. Nó chỉ cần mú vài đường là bên kia sẽ bay mau với sự hỗ trợ của Anna cùng với một vài con khác. Có vẻ như là chúng ta đang leo khá là ngọt. Mình sẽ mang thêm một vài cái cổ vật cho tướng ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ bơm cái bình xịn này cho cái con Damia. Còn bên này con nào còn thiếu đồ thì mình sẽ mang vào. Mang thêm vào các bạn để cho nó khỏi bị sốc đam chết quá sớm. Rồi con giáp thì mình sẽ mang cho nó một cái món Abel, có một món full option lắp cái này. Món này đang trống lắp cho con giáp và con Othos. Mình sẽ tặng cho nó thêm một món của con Diamond để có thêm cái đồ chống chiều hoặc là thêm cái này. Ok, chúng ta tiếp tục. Bên này thì Athalia nó múa một flag là đi sạch các bạn. Đó, rất là đẹp. Một con Athalia trang bị độc quyền cấp 40, rất là giá trị các bạn nha. Khi mà chúng ta sử dụng leo tháp hệ. Cùng bên này Vithen, cùng với Maki, Song Sinh và Dam. Và cái con Libe thì ta sẽ làm sạch bên kia. Damia có thể chưa nổ thì bên kia đã bay màu rồi các bạn. Rồi, mình sẽ leo với cái tốc độ cao để xem thử bào được bao nhiêu tầng các bạn. Thì tháp hệ của mình hiện tại đang tầng khá là thấp. Có thể là mình sẽ bào được cơ số tầng khá cao đó các bạn. Bào được tầng khá cao rồi mình sẽ sử dụng cái số tài nguyên của mình có được để mình kiếm cái con AC nha. Mặc dù hiện tại cái con Awakening Lucius khá là ngon, nhưng mình sẽ vẫn tập trung lên xong cái con AC rồi tính sau các bạn nha. Khi mà các bạn đang lên dở một con tướng ở Awakening nào đó thì đừng vì cái con tướng mới nó ra nó hot hơn cái con tướng cũ mà chúng ta quay xe các bạn. Đừng vì cái con tướng mới nó ra hot hơn mà chúng ta quay xe. Các bạn hãy lên nốt cái con tướng cũ các bạn đang lên, tốt nhất là như vậy. Đặc biệt là bạn nào lên được bậc đỏ, đỏ cộng thì các bạn hãy lên nốt lên luôn bậc A nha. Đừng quay xe các bạn. Rồi. Cái con tướng kia đầu tiên nó sẽ lướt tới một cái, nó xoay một vòng, nó gom quái lại. Được cái chiêu gom quái lại khá ổn các bạn. Cùng với nó là một con tướng Agi. Sức mạnh của nó là dựa vào tốc độ đánh. Nó sẽ phát thư liên tục vào đối phương, phát chiến thư liên tục vào đối phương các bạn. Còn team bên này thì Athalia làm hết. Bên cạnh này để cái con Libe nó cũng gánh team quá ác các bạn. Cái con tướng mới của chúng ta được cái là nó sẽ lao vào cái đầu trận, nó gom được quái lại đầu trận khá là ngon. Cái chiêu gom quái của con tướng này khá ổn các bạn nha. Sau đó thì nó bay vào nó bảo kê cho Damia kìa. Rồi, Athalia lướt xuống, lướt một vòng, hai vòng rồi đi sạch cùng với sự hỗ trợ của con giáp. Đi rất nhanh các bạn. Damia đã hiệu, nhưng mà chắc là không cần Damia thì team mình vẫn bào sạch bên kia được. Lâu lâu mới đi tháp hệ lần các bạn, và gần như bây giờ là ăn hiếp NPC luôn rồi. Tại vì hiện tại lực chiến của mình với NPC nó cũng cái level của mình hiện tại đang là 730 và NPC đang là 879, trên có 100 mấy chục cấp à. Mà tướng mình lại mạnh như thế này, nguyên dàn tướng không có con nào mà không có trang bị độc quyền cấp 30. Tầm như này là giống như ăn hiếp NPC quá. Best thì pha lê level 15, con cẩu thì level 18. Tầm này thì cái nước mình ăn hiếp bên kia thì có các bạn.
Mình đã có được một con pet level 18 đầu tiên, đó là con cẩu. Bạn đã dậy thì nhìn khá là xinh. Chứ không phải còn là bé cẩu bé nhỏ nữa các bạn. Bé cẩu này là bé cẩu đã dậy thì. Rồi con Yonras nó ác chưa kìa, nó nhưng nó cũng cào được hai con bên mình đi, quay thêm với thầy song sinh đã đi với cái sự bộ cào của con Yonras ha. Bên này Athalia múa ác năm bé. Có cái con, có thêm một cái con trợ đam nữa là cái con Helios. Rồi bên cạnh này Phượng với lại con Thali, tất cả đều rơi vào ngưỡng máu tử. Sau khi lĩnh vực ho của con Damia hết thì tất cả cũng sẽ đi các bạn. 622 múa nè. Rồi mình đã bào được 11 tầng các bạn nha. Mình về quê nhà mình ngay cái đường quốc lộ 1A luôn các bạn. Và xe nó chạy khiếp quá nên là cơ bản thì nó cứ ầm ì ầm ì. Đây là cái lý do tại sao mình cũng cũng ít muốn lên video, tại vì ầm, mình cảm giác mình không muốn record video các bạn. Ồn quá ồn. Mình thích một cái không gian yên tĩnh hơn. Rồi các bạn nhìn cái con Maki nó lướt một cái, nó tạo ra một cái vòng, nó hút luôn cả cái con Asta và hút luôn cả cái con Dread vào trong vòng, khá là ổn các bạn ha. Thêm vào đó song sinh chạy lên đá người ta nữa chứ. Con bé gái các bạn chạy lại nó sút người ta kìa. Mười một giây là thời lượng để cái con Awakened Athalia đá sạch bên kia các bạn, nhanh ha. Tầm này mình mượn con tướng này về thì mình có thể đi. Nay là chủ nhật, không, nay là chủ nhật các bạn, mình mừng chủ nhật thì mình có thể sử dụng cái con tướng mới của chúng ta để chúng ta đi trong vương quốc bị rủa Serer. Có một team thì chúng ta có xài hành lang mộng, nhưng cũng có một team chúng ta cũng có thể xài con tướng mới, nhưng mà quay trò nó cũng không không quan trọng lắm các bạn, có cũng được không có cũng không được, các bạn thì chưa có nổi trội lắm. Là những cái con tướng nó thuộc cái kiểu là không phải là key user, nó thuộc cái kiểu là chúng ta có thể thêm hoặc bớt một con khác vào. Tướng như vậy thì tầm quan trọng nó cũng không quan trọng lắm các bạn. Rồi cái combo team như thế này nó có một cái lỗ hổng chí mạng rồi. Hiện tại thì tới tầm này thì nó bị khắc bởi team kia. Không sao, vẫn qua được. Libe cân hết các bạn. Combo team như thế này thì mình sẽ bóc cái con Ana sang lại cái team bên kia thì ổn các bạn nha. Team bên kia nó cần cái con Ana hơn. Bên này Athalia mạnh nó có thể gánh team được. Bóc cái con Ana gắn chung với con Damia là team mình sẽ có một cái combo team bảo kê rất mạnh và không cần song sinh. Chứ tầm này thấy không ổn đó các bạn ha. Khi nào thật sự bất ổn thì mình sẽ bóc cái con Ana qua bên này. Bên này giáp nhảy vào, Athalia nhảy vào là quá đủ để clear toàn bộ đối phương bên kia rồi. Chênh lệch sức mạnh so với cái team bên kia là rất nhiều nha. Rồi còn các bạn, cái con tướng mới của chúng ta, con tướng mới hệ thần Maki, nó có hỗ trợ các bạn leo được cái tầng tháp hệ nào không thì các bạn có thể để lại bình luận bên dưới video nha các bạn. Về cơ bản thì tháp hệ thần ma thì nó cần rất là nhiều tướng mạnh, cơ bản là tướng của bản thân đó các bạn. Lâu lâu thì chúng ta có sự hỗ trợ của một vài cái con tướng tướng mới như là tướng support hoặc là carry thì chúng ta có thể thả vào hỗ trợ thêm. Nhưng mà về cơ bản nó leo được hai cái tầng tháp hệ thần ma này thì phải cần cái sức mạnh tự thân rất là nhiều. Tại vì chúng ta có một cái chướng ngại rất cao, đó là chướng ngại về lực chiến các bạn. Chúng ta có một cái chướng ngại vô cùng cao là chướng ngại về giới hạn lực chiến.
Nếu mà team của các bạn không đủ mạnh thì giới hạn lực chiến nó sẽ làm cho các bạn không đủ lực để các bạn tiếp tục leo. Mặc dù cái sức leo của bạn vẫn còn, do đó thì cái sức mạnh tự thân của cái team của chúng ta là vô cùng quan trọng. Khi mà chúng ta leo hai tháp hệ thần ma các bạn. Rồi, lao vào và lướt kìa. Mình thích cái chiêu lao vào và tạo một cái cơn lốc xoáy và hút hút toàn bộ đối phương vào trong các bạn. Chiêu này của con Maki khá là ổn, sau đó quay về bảo kê một tướng đồng minh và liên tục phát thư. Như trường hợp này thì thấy nó quay về là bảo kê cho cái con Libeta. Bên này thì ở qua kênh Natalia làm hết rất nhanh các bạn. Rồi mình đã bào được 20 tầng, chỉ còn 40 tầng nữa thôi các bạn. Các bạn nghĩ mình bào tiếp được 40 tầng hay không? Bào là bào được các bạn, nhưng mà hết giờ rồi. Chúng ta chuẩn bị reset. Reset ngày. Ồ, con quay thêm nó tấp cái con Thali kìa. Tấp trong góc khiến cho Thali không tỉnh nổi luôn các bạn. Nhìn cái con ở qua kình Natalia mạnh ghê các bạn ha. Nó nhảy vào nó múa mấy phát rồi để bên kia đi sạch. Nhìn đúng đã luôn. Lên cái con tướng mà chúng ta cảm giác dùng rất là thích. Mặc dù sắp tới đây ở qua kình Lucius nó sẽ khắc khá là nặng cái con Athalia trong PvP. Nói chung là con Lucius nó sẽ khắc nhiều con các bạn. Không riêng gì con Atha. Nhưng mà cái đó là cũng là trong PvP thôi. Cái chế độ chơi mà yêu cầu chúng ta phải liên tục cập nhật meta, cập nhật meta liên tục trong PvP thì chúng ta mới chơi nổi các bạn. Chứ còn PvP mà không cập nhật meta liên tục thì hơi khó. Hỗ trợ kiếm mình một mớ vé, kiếm mình một kiếm cho mình một mớ vé là ngon rồi các bạn. Sao mà chịu nổi, song sinh mà chạy sang chạy qua nó quánh nó làm tăng luôn kìa. Song sinh làm tăng và xách theo giỏ hàng. Natalia múa hết. Múa em. Bên ta. Rồi, 25 tầng. Ok, thì thời lượng video cũng khá dài. Mình sẽ tiếp tục sử dụng cái con Maki này để chúng ta tiếp tục leo các bạn ha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Chúc các bạn năm mới vui vẻ. Bye bye.